Hôm nay mình sẽ tham gia một cuộc thi kéo xe ô tô bằng sức người các bạn ơi. Không biết mình có thể giành chức vô địch khi bắp tay của mình siêu to thế này không? Thì các bạn cùng đón xem video nha. Và đừng quên để lại cho mình like, kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Ok, cùng mình đi vào kéo ô tô thôi. Đây các bạn ơi, mình đây. Bây giờ chỉ có một mình thôi các bạn ơi. Rồi đi. And kéo khỏe lên. Thôi, mình có tiền các bạn ơi, mình mua thêm một người nữa. Wow, gọi thêm một người nữa ra. Là hai người kéo đây. Rồi, wow, người chơi bên kia cũng có hai người. Nhưng mà không, của mình sắp được 15m, 16m rồi, 17m các bạn ơi. Hai người của mình quá khỏe, kéo đi, đúng rồi. Kéo, rồi, tiếp tục thêm một người nữa. Bây giờ là ba người rồi. Ui, bỏ xa cái người đối thủ kia các bạn ơi. Nào, đi. Thôi, nâng cấp lên. Wow, nâng cấp bây giờ một thành một người to hơn, khỏe hơn các bạn ạ. Thấy chưa? Ui, mạnh mẽ lên, đúng rồi. Lại vượt qua cái người kia rồi các bạn ơi. Wow, bên kia ba người mà không bằng một người mình. Ui, được 99, 104m các bạn ơi. Ui, chạy bon trên đường. Nào, tiếp tục một người nữa ra. Nào, lên đi, qua hết rồi các bạn ơi, nhìn thấy không? Bây giờ của mình chạy quá nhanh, quá tít luôn. Quá bon luôn các bạn ạ. Rồi, em đi này. Thấy chưa, thêm một người nữa. Ui, bên kia 2, 4, 5 người các bạn ơi. 5 người. Wow, mà không bằng ba người của mình này, thấy chưa? Wow, ui, chạy quá tít. Anh em ta cùng nhau về đích nào. Đã qua được một đối thủ nữa này. Thấy chưa, tiếp tục nào. Ui giời, quá nhanh. Bên kia 2, 4, 6 người luôn các bạn ạ. Bên mình chỉ có 4 người thôi. Nhưng mà không bằng. Mình lại nâng cấp được một người to khỏe nữa. Đấy, bây giờ chỉ cần hai người to khỏe này là vượt hết các chướng ngại vật bên kia cả các bạn ơi. Thấy chưa, bên kia rất là nhiều người luôn. Nhưng mà không bằng mình đâu. Rồi, nào. Đấy, lại qua đối thủ nữa. Wow, đối thủ bên kia rất là nhiều luôn. Rồi, tiếp tục. Nào, gọi thêm người nữa. Bây giờ thì mình nhận được một người áo màu tím các bạn ơi. Bên kia 2, 4, 6, 8, 9 người luôn. Nhưng mà không bằng mình đâu. Cố lên anh em, vượt qua đi. Đúng rồi, vượt qua đi. Rồi, kéo đi. Rồi, kéo. Tiếp tục nào. Đã lưng lên 4 người rồi các bạn ơi. Nào. Bên kia. Wow, bây giờ mình đã chuyển sang kéo một con xe khác rồi các bạn ạ. Rồi, bên kia chỉ có một cần một người cả. Bên mình cần tận 4 người. Nhưng mà mình vượt qua này, vượt qua. Mạnh lên, đúng rồi. Cố lên anh em ơi, cố lên. Nào, đi nào. Tiếp tục nào, thêm một người nữa. Bây giờ mình đã thêm được 1 giây nữa rồi các bạn ơi. Lúc nãy là 1 giây, bây giờ kéo bằng 2 giây luôn. Nào, kéo. Nào, nâng cấp lên. Lại trở về 1 giây rồi. Rồi, 1 giây nữa, 3 người siêu to. Wow, 1097m các bạn ơi. Nào, lên. Nào, bây giờ chỉ cần một người màu tím của mình cũng có thể kéo được con xe này. Quá khỏe. Wow. Lên nào. Ui các bạn ơi, hạng của mình đang lên dần dần rồi. Wow, bên kia sao mà khỏe vậy. Ui, họ nhiều người các bạn ạ. Bên mình có một người thôi. Lên, rồi, đã hai người. Lên, ba người rồi. Rồi, chạy đi, tít vu luôn. Rồi, 1342 rồi. 1370 rồi các bạn ơi. Chuẩn bị lên 1400 thôi. Lên 1400 ngay, thấy chưa? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đủ tiền thì chúng ta lại tiếp tục gọi thêm anh em ra để mà đi kéo hỗ trợ các bạn ạ. Đây, kéo lên, thấy chưa? Bốn người rồi. Nào, đi nào. Vượt qua hết các đối thủ rồi. Bây giờ là đang ở sa mạc các bạn ạ. Đấy, rồi lên. Thấy chưa, sa mạc bên kia có những cây xương rồng. Ui, bên kia sao mà nhanh thế. Chạy. Đừng. Cố lên. Vượt qua nào. Được rồi, vượt qua đội hình bên kia rồi. Đội hình bên kia đang kéo xẹt sát đít đội hình của mình các bạn ạ. Nhưng mà mình sẽ nhanh chóng bỏ lại sau lưng phía xa cho mà xem. Thấy chưa, nào gọi tiếp người nữa. Rồi, lên đi, thấy chưa. Rồi, lại một khu bên kia 3 giây luôn. Bên mình chỉ có 1 giây thôi. Bên kia tận 3 giây thì càng nhiều người các bạn ạ. Mỗi giây thì được 4 người. Đã chuyển sang ô tô màu xanh. Rồi, bây giờ là
chuyển sang ô tô màu xanh luôn. Thấy không? Rồi, nào tiên nào, lên, tiếp tục nào. Thấy chưa, bây giờ mình đã chuyển sang 2 giây các bạn ạ. Rồi, ta chuyển về 1 giây. Ui, bên kia kéo xe màu trắng, bên mình kéo xe màu xanh. Wow, wow, đi 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 đi. Đừng. Wow, mình đã lên 2001 km rồi các bạn ơi, 2001 m rồi. Quá ghê. lên. Nào, bên kia kẹp. Bung. 1, 2, 3. Rồi. Đi nào. And... rồi, mình đã kéo 2 giây. Nào, quá hết các đối thủ các bạn ạ. Thấy chưa? Quá ghê luôn. Rồi ôi, kéo quá ghê gớm và nhanh chóng các bạn ơi. Bên kia không sao, mình lại vượt qua. Thấy chưa? Khi anh em mình kết hợp lại thì sẽ vượt qua hết tất cả các đối thủ chúng ta xem. Rồi, tiếp tục gọi người anh em ra. Thấy chưa? Lên. Đi nào. 2500 m rồi các bạn ơi. Rồi. Đi nào. Phóng quá tít luôn. Rồi. Đối thủ bên kia làm sao mà có thể chống lại được, cái đội hình của mình quá khỏe luôn. Thấy chưa, lại bị dưới rồi các bạn ơi, lại bị bỏ xa luôn. Đi. Rồi, đi nào. 1, 2, 3, chúng ta bước đều. Rồi, lại bỏ qua đối thủ kia rồi. Nào, xem còn đối thủ làm phía trước không. Wow, tém, 2009 km rồi, 2009 m rồi các bạn ạ. Quá dài rồi. Đội hình bên kia lại bị bỏ xa rồi. Xem đây, xem đội hình của mình đây. Nên, bây giờ mình đã nâng cấp được 2 người màu tím rồi. Hai người màu tím quá khỏe này, cơ bắp quá siêu to luôn. Thấy chưa? To đùng luôn. Rồi, kéo đi. Nào, bên kia làm sao mà có thể chống lại được mình. Thấy chưa? Cái đối thủ kia lại bị bỏ xa phía sau. Rồi. Wow, mình lên 3200 rồi các bạn ơi. Tiếp tục đi anh em ơi. Gọi thêm anh em ra để hỗ trợ các bạn ạ. Nào, đi. Ui. Tít nào. Ấy, đi. Cái xe kia vượt qua mình ư? Không được. Làm sao có thể vượt qua được mình được. Thấy chưa? Mình sẽ cho thụt lùi phía sau, bỏ xa đường sau tít luôn. Chỉ cần 3 anh em của mình thôi, khỏe kinh khủng luôn. Wow các bạn ơi, bây giờ mình đã chuyển sang kéo xe trắng vàng và 4 người kéo rồi, chuyển sang 5 người kéo rồi các bạn ơi. Khỏe chưa? Nào, tèng. Bên kia, làm sao mà có thể đuổi kịp được mình. Nên bắp tay bắp chân cho nó khỏe đi. Đúng rồi. Rồi, vượt qua nào. Nào, đi tiếp. Ok, vừa rồi mình đã tham gia cuộc thi kéo xe ô tô bằng sức người các bạn ạ. Và mình liên tiếp vượt qua các đối thủ và dẫn đầu về đích với chiếc cúp vàng. Video của mình đến đây là tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.